Chào cả nhà nha. Thì tình hình lúc này cả nhà cũng biết đó cả nhà, dịch bệnh quá, người ta cũng không dám ra đường nữa cả nhà ơi. Bây giờ áp dụng chỉ thị 16 cả nhà, thành ra mình cũng không có đi đâu được, làm việc thì cũng không có làm được cả nhà. Bữa nay mình đem cái cần câu ra đây câu cá phi nha cả nhà. Thank you.